Thưa quý vị, quốc tế hóa giáo dục đại học là con đường phát triển của đại học, bao gồm cả đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị. Để làm được điều này thì cần có sự tham khảo các chương trình uy tín trên thế giới, tập trung đầu tư vào con người trong đội ngũ giảng dạy, ưu tiên cho lợi ích cốt lõi của người học. Đây là các nội dung chính của hội thảo quốc tế giáo dục đại học vì sự phát triển châu Á diễn ra tại Phú Yên. Nhiều học giả, nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động giáo dục ở châu Á đã mang đến hội thảo những mô hình và giải pháp giáo dục mới gắn với công nghệ. Giáo dục đại học Việt Nam đã có nhiều bước tiến với môi trường và chính sách nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn rất nhiều nội dung để các bạn phải cập nhật, đặc biệt là các giải pháp giáo dục tiên tiến quan tâm đến quyền lợi của người học hay trình độ của giảng viên, người hướng dẫn. Tất cả đều phải tận dụng sự phát triển của e-machine và AI. Học xã hội, vấn đề nhân bản trong một cái xã hội sẽ phát triển trong thời gian sắp tới là cực kỳ quan trọng ở ngay chỗ này. Nó đặt đến một cái vấn đề là chúng ta phải làm sao để con người trong một cái xã hội mà có trí tuệ nhân tạo, có robot thì chúng ta sẽ như thế nào? Phải quan tâm nhiều tới đội ngũ giảng viên của các trường đại học, bởi vì là một trong những yếu tố quyết định của chất lượng giáo dục đại học chính là con người, là giáo viên. Vì vậy cho nên chúng ta phải có những cơ chế, chính sách xứng tâm để chúng ta có thể thu hút những người giỏi nhất. Tôi đã làm rất nhiều cuộc hội thảo từ cái đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam đến cái tự chủ đại học đến đổi mới tư duy để phát triển giáo dục đại học Việt Nam, và chúng tôi thấy rằng đã có chuyển biến nhiều, nhưng so với yêu cầu thực tế thì cái yêu cầu điều con người là cần thiết nhất để làm sao thực sự các trường được tự chủ, và phải có cơ chế chính sách, phải có luật đồng bộ. Nhiều đại biểu kiến nghị Nghị quyết 77 về thí điểm giáo dục đại học đã hết hiệu lực, cần thay thế bằng chính sách khác. Sự mong đợi của khối đại học công lập là xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, đi kèm theo thay đổi cơ bản trong quản lý nhà nước về giám sát, xử lý sai phạm gắn với quy định của nhà nước, đồng thời giao quyền tự chủ cho các trường đại học, tạo công bằng giáo dục với chính sách tín dụng sinh viên, gắn đào tạo và sử dụng lao động, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.